tức là cái bề mặt của khối ở đây đúng không, khép đi xuống ở phần trên của em là hơi bị chìm xuống dưới mất miếng rồi, khép hoàn toàn ở phần trên, mở rộng lên trên nữa, chứ xuống ba lần thầy, xuống nào, rộng lên trên nó rộng cái thể tích quạt xuống ấy, lên hướng trên nữa. Cái thực tế á, nhớ nha, cái giới hạn của nó là ở vòm miệng của em, nhưng mà cái cảm giác tưởng tượng của mình và cái cảm nhận nó giống kiểu là nó lên trên rất là nhiều nữa. Hai nhịp ba, ba lần chữ xuống nữa, của cái chữ ngờ lại nữa, xong chữ ngờ luôn, khép chữ ngờ lại hoàn chỉnh luôn. Hai đó, khép chữ xuống gọn gàng lại. Hai nữa luôn, chữ xuống nó lên trên khoang mũi luôn em, cái chữ ngờ kết thúc á. Hai khối hơi xuống để bắn cái chữ xuống lên trên đấy. Hai đủ khả năng làm nhanh không? Hai đó, như vậy đó, quen rồi, bắt đầu em lúc đấy em mới khống chế được cái lực nó nhanh và tốc độ nhanh nha. Xuống ba lần nè, hai khép cái ngờ ngay lập tức luôn. Hai chiều hoàng hôn buông xuống nè. Xem đủ khả năng cho cái khối hơi không nha, một phát đi ngòng về luôn. Hai nha.